Nay lại làm video cần nhíp này, mới hôm qua đi xong hôm nay ông em ông nghiện quá, ông bảo là đi tôi là lại phải trộn. Vẫn đánh nhá bài hôm qua thôi. Đấy, chính nền. Đấy, đánh nhã một mình anh câu. Một mình anh câu là cái chỗ này là anh nguyên cái thùng này đã được 3 tổ rồi. Con này có mua này, đánh hai ổ. Con gạo này nó thì cân thôi. Chuồi à? Chết trôi mẹ. Chết. Hồ đấy nó đeo có chấm lên cả chấm. Hiểu. Hồ đấy mỗi chấm không có. Không có chấm mới không có rô phi. À, đấy nhá, ví dụ thính nền. Đáng cho có mua hai cân gấm gạo thì chia ra lấy được. Nếu là xuống thì bảo anh trộm tí mua thôi. Thế đâu về sau em nghiện thì viện nhớ đâu anh không ở đây nữa, anh chuẩn đi đâu thì được. Viện tình tiếp. Đảo hai này lên. Quên mẹ thùng xốp, em lấy cái thùng xốp đỏ ở trong. Này đánh nhưng mà một anh đánh vẫn lên cả chép, nhưng mà chỉ là cám ta với cả mẹ thôi. Đi hồ dịch vụ chỗ ông công tự nhiên đi à. Ông công tự nhiên mà mương ấy cô tự nhiên cô lưỡi đơn thì vào phết. Có tính nước mắm không? Để cho nước mắm ăn luôn à, ăn luôn riêng mẻ nữa. Không chưa? Ui, bụi mù. Được cổ nữa, hết.
Hôm nay là vừa một ổ nữa để hôm sau phải mua. Mèo. Mèo đâu rồi? Ba con, bốn con. Nuôi không? Vậy con con đánh thịt, con ôn mẹ này. Đấy, đơn giản không? Mẹ nó có hai trường hợp, một nó vào chậm hẳn vài tiếng nó mới vào, hai là vừa nắn tính xong phát vào luôn, tầm 10-15 phút là vào luôn. Ít hơn hôm qua của em anh. Sức về luôn. Không lúc nào đi thì vũ anh không có lại bà chị và em mà qua công đi xong cái xích tính đi bà lại chuẩn bị câu tiếp. Ngã thế thì sẽ cần các bạn đừng đi mình cứ vứt là hàng bà ấy trông nhỉ. Đây ông em ông ngồi mới có tiếng thôi lên 6 con rồi. Tôi thả thính xong tôi về gọi xuống đây là lên 6 con rồi. Bây giờ gọi xuống đây là để xách cá mang về, không có chủ hồ nó đuổi. Quá gì là bá luôn. Vào một mâm kìa, xốp lên quá nhiều. Năm anh em đi cầu. Cầu gấu ơi. Cầu gấu ơi. Ô tô đi câu cá. Làm con ô tô tải mấy tấn chờ để đựng cá. Đây, hàng ông ỉm hàng đây. Bây giờ thì chờ. Bây giờ mấy anh em chờ cái lão kia lão ấy. Lão ấy về phát là hoặc đi đâu phát là tôi đút cái túi cá này vào bao tải mang về luôn. Đấy. Đây túi. 6 em ngồi gần quá nhấc lên nó động. Bây giờ chỉ cần chủ hồ nó đi ra chỗ khác phát là tôi sẽ đút cả cái túi cá này vào bao tải tôi mang về cho nó. À,
mang cái túi khác xuống ngoài, coi như là chưa được con nào. Ok chuẩn luôn. Đây, em đầu tiên lên hình em ơi. Đấy, 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 đấy. Đã sao thì đúng rồi, con đầu tiên đúng ra là phải con thứ mấy thôi, con đầu tiên ở trong cái túi mới thôi. Thôi để anh Đấy, lắp vì căng đồ. là nó không sang bên kia được, không cho nó sang bên kia là nó vướng, vào đuôi dễ bong lắm. Ờ, cho nó nổi lên ạ. Lúc nào anh bảo vật rồi. Vật chụp đầu nhá. Rồi, anh chụp cá. Từ từ, từ từ, từ từ. Ngồi đầu lên đã. Chưa, từ từ. Lúc nào anh bảo vật ạ, vật. Đấy, vật đi, xuống đi. Chụp một cá rồi, khẩn thế. Nhớ được rồi. Em biết vật. Anh cứ, cứ ra tiêu. Này. Sắp bùng. Cho luôn lấy vớt. Còn thứ hai nhá. Cái nó làm kính sắp mà toàn đóng mẻ. Đây để Huỳnh làm phát nữa rồi. Ô đi mẹ đút lộn ngược thế. Ra ra. Cầm này rồi. Anh đúng là anh cầm như mình dạt thì đút cá và đút xuôi đầu vào. Rồi, em cầm như thế là sao mà nó cầm mẹ mang. Ngày hôm sau anh kết cho em một giây mà. Ai, ông em sao lại có cái túi cá mới thế? Cái túi cá cũ đâu rồi? À bị mất à? À cái túi cá mới được có 2 con nhỉ? Yeah. Kể mà được thêm 6 con nữa thì ngon. Này mà 6 con nữa thì chật túi đấy.